Cái vườn của chú Bảy ở đây ở kinh 14 ở Củ Chi này đó là 55 mẫu, mà còn trên kinh 23 trở thì 65 mẫu. Thì khu dưới này thì trồng dừa có, bử có, su đủ có. Ở đây thì nó 16 cặp vợ chồng quản lý, chia ra mỗi một ngựn khu gì đó. Rồi mạnh anh em nào nấy tự chăm sóc cái vấn đề mà anh em về vườn chăm sóc. Còn vấn đề thuốc men thì có kỹ sư, có kỹ sư lại hướng dẫn. Buổi ban đầu thì mình lên mình nhận vườn, trồng cây xuống giống, rồi tới mình để trái trong vòng mà lấy mùa trái ba mùa, một mùa gì đó, ba mùa gì đó là cái phần trăm nó đặt, ví dụ như rút cái tiền cái phần trăm, cái lại cái số vốn lại được rồi đó, thì mình hưởng cái phần trăm. Hưởng phần trăm thì chú Bảy cho hưởng là 15%. 15% thì ví dụ như bán 1 tỷ thì mình được 150 triệu. Mình bán cái vườn mình đặt ví dụ như được 5 tỷ thì nó 450 triệu. Cái khu đất ở kinh 14 này, ở Tam Tăng này đó là trồng bử ăn rất là ngon. Cái thứ nhất đó là nước kinh đông nó dẫn về. Cái thứ hai nữa đó là đất nó anh em này kia xử lý này kia là đất trồng bử ăn rất là ngon, rất là hiệu quả. Chứ còn nếu mà các chỗ cũng như vòng vòng đây, các chỗ khác thì trồng cái kỹ thuật không có. Cái thứ nhất, thứ hai nữa, cái bữa ăn không được hay không có được đạt, không có hiệu quả. Ở đây là bữa rất là ok. Mấy cái ngày Tết thì nó cũng bận rộn lắm. Nó cũng một ngày đó là mình bẻ là số lượng là một ngày đó là 5 tấn có, 7 tấn có. Thì Tết này giao đều gì đó, mà không phải riêng gì vườn mình. Vườn mình nhiêu đó, còn mấy vườn khác của anh em nữa, thêm nữa. Ngày nó lấy cả chục mấy tấn.